Men AZ 48 là một sản phẩm chuyên để giải quyết các tình trạng táo bón, và có rất nhiều những bà mẹ khi mà sử dụng sản phẩm đã review lại nói rằng là sản phẩm vô cùng hiệu quả và rất tốt bác ạ. Cháu nhà em táo bón nhiều tháng rồi thế mà mới dùng được 48 tiếng em bé đã đi ngoài một cách dễ dàng. Đây là sản phẩm của Viện Công nghiệp Thực phẩm Bộ Công Thương và cũng là sản phẩm men duy nhất trên thị trường được một viện khoa học sản xuất trên một cái dây chuyền công nghiệp hiện đại, bởi vậy nó rất là an toàn và hiệu quả nên các mẹ hãy yên tâm khi sử dụng. Và điều khiến tôi tâm đắc nhất chính là cái công nghệ thủy phân chất xơ từ thực phẩm đã tạo ra những cái chất xơ hòa tan có tác dụng lên tới 300 lần so với cái chất xơ thông thường, lại được kết hợp với hàng tỷ các cái chủng lợi khuẩn, Bacillus subtilis và nhiều các vi chất dinh dưỡng nữa. Men AZ48 chính là một cái sản phẩm men tốt nhất trên thị trường, giúp giải quyết nhanh chóng các tình trạng táo bón, biếng ăn, chậm tăng cân cũng như là sức đề kháng kém.